Bộ ảnh selfie được giao dịch 1 triệu USD. Bộ sưu tập NFT gồm gần 1000 bức ảnh tự chụp của nam sinh viên người Indonesia đạt khối lượng giao dịch 1 triệu USD trên sàn OpenSea. Zalizalo, nam sinh viên người Indonesia tạo ra một bộ sưu tập NFT từ gần 1000 bức ảnh tự chụp của bản thân. Sản phẩm của người này được lan truyền nhanh chóng và đạt khối lượng giao dịch khổng lồ sau vài ngày đăng bán. Bộ sưu tập NFT của Zali được tạo thành từ ảnh tự chụp trong suốt 5 năm. Tôi đã tự chụp ảnh bản thân từ năm 18 đến 22 tuổi, 2017 đến 2021 đó thực sự là hình ảnh tôi đứng trước máy tính hàng ngày, người này giới thiệu trên OpenSea. Tuy nhiên, bộ sưu tập này chỉ chứa 933 hình ảnh, điều này cho thấy Jali đã không chụp đủ ảnh trong suốt 3 năm. Ban đầu, những bức ảnh được dùng trong video khai giảng của trường, gần đây, Jali quyết định biến chúng thành loạt NFT để bán trên sàn giao dịch OpenSea. Bộ sưu tập của người dùng này có tên Jali Everyday, tựa đề này có thể được lấy cảm hứng từ Everyday. The First 5000 đây của bé Bộ sưu tập NFT được bán tại nhà đấu giá Christie's với giá 69 triệu USD vào tháng 3 năm 2021. Ngày 9 tháng 1, Sally đang bán bộ sưu tập với giá 3 USD cho mỗi NFT. Sau vài ngày, giá sàn cho mỗi bức ảnh liên tục tăng, đạt mức 0,9 ETH, 3.000 USD. Tổng lượng giao dịch của bộ sưu tập đến ngày 15 tháng 1 đạt 324 ETH, tương đương 1,07 triệu USD. Những tác phẩm NFT của Zali được Agno Poenomo, một đầu bếp nổi tiếng và dép di doanh nhân ngành thời trang thể thao người Indonesia quảng bá. Boy No More cho biết ông cùng các nhà đầu tư khác mua NFT để giúp Zali Gia Gia Zalo có thêm thu nhập. Những người này đang quản lý một nhóm nhắn tin co nhằm hỗ trợ Zali quản lý bộ sưu tập. Không chỉ cuộc sống của Zali thay đổi, những người mua sớm NFT cũng đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. PBA cho biết, từ khi bộ sưu tập Zali Evesi đây nổi tiếng, Zalo trở thành một người hùng tại địa phương và xuất hiện trên nhiều tờ báo Indonesia. Tính đến hôm nay tôi đã bán được hơn 230 bức ảnh. Tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại muốn mua ảnh NFT của tôi. Nhưng tôi muốn cảm ơn các bạn. Vì nỗ lực trong 5 năm của mình đã được đền đáp, Jali viết trên Twitter hôm 11 tháng 1. To ZF cho rằng, giống như mọi NFT khác, không có gì để đảm bảo cho giá trị cho những tác phẩm này trong tương lai. Tuy nhiên, bộ sưu tập của Jali đang được lan truyền mạnh mẽ và có thể tiếp tục tăng giá trong những ngày tới.